Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với tập đoàn Sun Group, thống nhất thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư lớn trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ thi công bờ kè tả sông Hồng đoạn từ cầu Phố Mới đến xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai để đảm bảo cao trình vượt lũ. Lào Cai tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, chiều ngày 18 tháng 4, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có cuộc làm việc với tập đoàn Sun Group, một trong 10 nhà đầu tư chiến lược của địa phương, để cùng đánh giá tiến độ triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác đầu tư mà đơn vị này đã ký kết với tỉnh Lào Cai. Tham dự cuộc làm việc về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương của tỉnh. Về phía tập đoàn Sun Group có ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch tập đoàn và lãnh đạo một số đơn vị thành viên tập đoàn. Ngày 6 tháng 11 năm 2015, tỉnh Lào Cai và tập đoàn Sun Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư chiến lược giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030. Đến nay, tổng số dự án tập đoàn đã triển khai và đăng ký triển khai tại Lào Cai là 14 dự án, trong đó có 3 dự án đã cơ bản hoàn thành, 1 dự án đang triển khai, 9 dự án đang nghiên cứu lập hồ sơ và 1 dự án hỗ trợ phát triển đô thị Sapa. Cụ thể, tập đoàn Sun Group đã triển khai dự án quần thể dịch vụ du lịch khách sạn Cap Treo Fansipan với tổng vốn đầu tư 2 giai đoạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành tuyến Cap Treo, nhà ga đi, ga đến và các công trình phụ trợ thuộc giai đoạn 1 trong tháng 2 năm 2016. Hoàn thành các công trình khu vực đỉnh Fansipan, hiện công ty đang xây dựng triển khai 2 tòa khách sạn Sun Home và các hạng mục còn lại trong quy hoạch nhà ga. Dự án khách sạn 5 sao Accor với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng cũng sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2018 này. Dự án tàu hỏa leo núi, tuyến số 1 đã hoàn thành một số hạng mục chính và bắt đầu đón khách từ đầu tháng 4 vừa qua. Dự án công viên vui chơi giải trí thể thao huyện Bát Sát với tổng số vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng hiện đang được tích cực triển khai, dự kiến sẽ khởi công trong tháng 7 năm 2018. Tại cuộc làm việc, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương đã nêu ý kiến về một số vướng mắc trong công tác phối hợp triển khai các dự án của tập đoàn Sun Group trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch tập đoàn Sun Group, với tư cách là người phụ trách toàn bộ các dự án của tập đoàn tại khu vực phía Bắc, nhấn mạnh: với mong muốn phát triển khu du lịch Sapa mang đẳng cấp quốc tế, tập đoàn xác định Lào Cai là địa phương ưu tiên số 1 trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn. Trong thời gian tới, hàng loạt các dự án trọng điểm đang được triển khai tại Lào Cai sẽ được tập đoàn ưu tiên đặc biệt về nguồn lực, sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về các thủ tục pháp lý, tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai để đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao hiệu quả các dự án đã đầu tư, tạo hình ảnh thân thiện trong lòng du khách. Tập đoàn Sun Group cũng đề nghị tỉnh Lào Cai sớm vào cuộc tháo gỡ một số khó khăn như giải quyết vấn đề môi trường ở Sapa, đề nghị tỉnh Lào Cai xin cơ chế Bộ Giao thông Vận tải cho phép sửa chữa, mở rộng một số khúc cua, điểm đen giao thông trên tuyến quốc lộ 4D nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng tại một số dự án để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai kế hoạch. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong cũng cho rằng đến thời điểm này, hiệu quả các dự án đầu tư của tập đoàn Sun Group đã khẳng định được thực lực của nhà đầu tư, góp phần nâng cao giá trị, tạo bước đột phá, tăng nguồn thu cho hoạt động du lịch của tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tập đoàn Sun Group phải ra soát lại, nghiệm thu và đưa vào sử dụng những dự án, công trình đã hoàn thành, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ những dự án đang triển khai và có kế hoạch lộ trình, mục tiêu cụ thể đối với các dự án sẽ triển khai trên địa bàn. Vì những dự án này có ý nghĩa góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế du lịch, một trong 3 trụ cột quan trọng nhất của kinh tế Lào Cai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong ghi nhận những đóng góp của tập đoàn Sun Group trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đồng thời một lần nữa nhấn mạnh về chiến lược trong hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tập đoàn thông qua việc sẽ triển khai hàng loạt các dự án tại địa phương trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn các bên tiếp tục duy trì thỏa thuận hợp tác và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được chấp thuận đầu tư. Tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa về pháp lý, quy hoạch, tổ chức giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động nhân dân để các dự án của nhà đầu tư được triển khai thuận lợi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc cho tỉnh phải nâng cao trách nhiệm, tích cực trong tiếp nhận thông tin để giải quyết những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư. Ngày 19 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có cuộc làm việc với nhóm tư vấn hỗ trợ về việc chuẩn bị đề xuất dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai, nguồn vốn vay của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. Đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc.
Tại cuộc làm việc, đại diện JICA đã thông báo nhanh hiện trạng tiến độ chuẩn bị thực hiện dự án. Theo đó, đề xuất dự án phát triển nông thôn ứng phó với thiên tai tại 6 tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La sử dụng nguồn vốn ODA của chính phủ Nhật không phải là đề xuất dự án mới mà đã được trình đề xuất ý tưởng từ năm 2016. Tuy nhiên, do việc điều chỉnh thay đổi lại cơ chế quản lý dự án và một số phần dự án theo ý kiến tham gia của các bộ ngành trung ương, nên việc trình thẩm phê duyệt đã bị chậm lại tiến độ hơn một năm. Trong chuyến làm việc này, nhóm tư vấn sẽ thu thập thông tin cho đợt đánh giá sơ bộ lần thứ nhất đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng cho các tiểu dự án thủy lợi và đường, giám sát các hoạt động khuyến nông và hoạt động xã hội trong quý 1 năm nay. Theo đó, tỉnh Lào Cai được đánh giá là địa phương có năng lực tốt trong việc thực hiện các hợp phần của dự án. Nhóm sẽ hướng dẫn lần cuối cùng cho các lĩnh vực để có được kết quả hoạt động thành công trong việc chuẩn bị thực hiện dự án nói trên. Sau chuyến công tác này, nhóm hỗ trợ kỹ thuật sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện một cách tổng thể, kết hợp các kết quả của 3 lĩnh vực để làm cơ sở đánh giá chính thức trong tương lai khi dự án được phê duyệt. Tại cuộc làm việc, tỉnh Lào Cai đưa ra một số đề nghị như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đưa vào danh mục ưu tiên và sớm thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đề xuất dự án để triển khai các bước tiếp theo, xem xét phê duyệt tăng thêm mức trần vay ODA hoặc sử dụng khoản dự phòng trần ODA cho dự án này để có thể triển khai sớm nhất, cho phép tăng hạn mức vay lên 50 triệu USD đối với tỉnh Lào Cai thay cho khoảng 17,5 triệu USD như dự kiến của dự án hiện nay. Đặc biệt, trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai đang rất cần các nguồn lực đầu tư. Chính vì vậy, tỉnh Lào Cai cũng đề xuất với nhóm tư vấn kết nối với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản cho phép Lào Cai chuẩn bị dự án đầu tư phát triển du lịch kết nối Sapa, Bát Sát, Bắc Hà giai đoạn 2021-2025 với tổng mức vay khoảng 70 triệu USD để tiến hành việc vận động chuẩn bị đầu tư dự án trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai mong muốn nhóm tư vấn hỗ trợ sẽ có tiếng nói chung với 6 tỉnh để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đề xuất dự án trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 4, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 với chủ đề Sách với gia đình. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là năm thứ tư Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa, sách tham khảo để tặng cho các em học sinh ở các trường học vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh. Kết quả phát động tính đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2018, ban tổ chức chương trình đã vận động được 62 cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ với số lượng trên 35.000 cuốn sách, trị giá gần 477 triệu đồng. Ngay tại lễ phát động, ngành giáo dục và đào tạo đã nhận được sách tặng của 8 tổ chức cá nhân với 1.200 cuốn, trị giá 50 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh về vai trò quan trọng của sách đối với mỗi người và đời sống xã hội. Tại Lào Cai, hệ thống phục vụ văn hóa đọc rộng khắp từ tỉnh đến cấp xã. Tuy nhiên, việc đọc sách của đại đa số người dân vẫn còn hạn chế, chưa hình thành thói quen. Tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi mỗi cá nhân, đặc biệt là các em học sinh hãy tích cực đọc sách, tạo thói quen đọc sách mỗi ngày. Trong khuôn khổ lễ phát động, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thi tuyên truyền, cảm nhận về một cuốn sách đã từng đọc và giới thiệu đến bạn đọc khác dưới hình thức sân khấu hóa cùng nhiều gian trưng bày sách với lượng sách lớn, nội dung đa dạng, hữu ích. Ngày sách Việt Nam có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chương trình hợp tác giữa tỉnh ủy Lào Cai với thành ủy Hà Nội, ngày 19 tháng 4, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao tặng 10.000 chiếc ghế cho các nhà văn hóa ở địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai. Trước đó, thành phố Hà Nội đã cử đoàn công tác khảo sát cụ thể nhà văn hóa các xã biên giới của Lào Cai, từ đó xây dựng kế hoạch trao tặng sát với nhu cầu thực tế. 10.000 chiếc ghế inox được trao tặng cho 23 xã biên giới của Lào Cai trong đợt này, có tổng giá trị gần 2 tỷ đồng, nhằm giúp đỡ các xã hoàn thiện cơ sở vật chất nhà văn hóa, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân vùng cao biên giới. Đến thời điểm này, Lào Cai đã có 7 xã biên giới đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Với việc được bổ sung cơ sở vật chất mà thành phố Hà Nội trao tặng, sẽ giúp các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất nhà văn hóa ở những địa bàn biên giới của tỉnh Lào Cai. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả công tác quý 1, quán triệt một số văn bản chỉ thị, quy định của Đảng và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018. Trong quý 1, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo các chi đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham mưu cho tỉnh ủy thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,
lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể trong khối hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định. Nhiều tổ chức đoàn thể đã có phong trào thi đua tích cực, hiệu quả như đoàn thanh niên với phong trào tuổi trẻ xung kích xây dựng nông thôn mới, xuân tình nguyện trao hơi ấm góp yêu thương tại các địa bàn các xã vùng cao, công đoàn viên chức tỉnh với phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo, giỏi việc nước đảm việc nhà. Về nhiệm vụ quý 2 năm nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, phát triển đảng viên, xây dựng củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh, chú trọng làm tốt công tác tham mưu với tỉnh trong việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi với các nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch năm 2018. Sáng ngày 19 tháng 4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Sau 3 năm thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có sự chuyển biến tích cực, từng bước phát huy lợi thế đặc thù của mỗi địa phương. Nhiều loại sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt đang tăng nhanh về sản lượng, giá trị, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh hiện đạt 1.229 ha, giá trị sản phẩm trên 1 ha canh tác ứng dụng công nghệ cao đạt bình quân 229 triệu đồng. Diện tích sản xuất theo hướng ứng dụng một phần công nghệ cao tăng nhanh hiện đã lên đến 7.765 ha. Toàn tỉnh có 38 doanh nghiệp, hợp tác xã và đang chuẩn bị đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Riêng trong năm 2017, Lào Cai đã thu hút thêm 11 doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực này. Thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Lào Cai hiện vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Điển hình như công nghệ bảo quản sau thu hoạch để nâng giá trị nông sản còn chưa được quan tâm, đặc biệt là việc liên kết sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm không bền vững. Phần lớn đất sản xuất nông nghiệp do các hộ gia đình tự quản lý và sử dụng. Do vậy, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất tập trung là gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, dự án kè bờ tả sông Hồng đoạn từ cầu Phố Mới đến xã Văn Hòa đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo công trình trước mùa mưa lũ. Dự án kè sông Hồng di dân tái định cư khu vực thôn Cánh Chín, xã Văn Hòa, thành phố Lào Cai, đoạn từ cầu Phố Mới đến xã Văn Hòa do liên danh công ty Cường Thịnh Thi và tập đoàn Phúc Lộc thi công có tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng, gồm kè bờ tả sông Hồng có chiều dài gần 5,8 km, xây dựng 14 tuyến đường giao thông, san đắp 14 mặt bằng khu dân cư và các hạng mục phụ trợ như cấp điện chiếu sáng, nước sinh hoạt, cây xanh, bãi đỗ xe, đường dạo. Hiện nay, tiến độ và chất lượng các gói thầu cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, riêng gói thầu xây lắp đạt 25% giá trị hợp đồng. Để đảm bảo công trình vượt lũ, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh Lào Cai đã phối hợp với tư vấn giám sát và nhà thầu thi công cập nhật tình hình thực tế, giải quyết kịp thời những phát sinh ngay tại thực địa, đồng thời nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân cho dự án. Chiều dài kè khoảng 5,7, tổng mức đầu tư của dự án là 994 tỷ. Tuy nhiên, đối với gói thầu xây lắp thì tổng giá trị xây lắp khoảng 85 tỷ. Hiện nay nhà thầu đã triển khai được khoảng 25% khối lượng. Thế thì cho để mà đảm bảo tiến độ cũng như là phục vụ cho cái việc triển khai dự án ấy, thì về phía chủ đầu tư thì chủ đầu tư là thường xuyên tăng cường cán bộ bám nắm hiện trường cũng như là cùng với đấy chỉ đạo của đơn vị tư thực hiện cái nhiệm vụ là tư vấn giám sát, là ngày đêm phối hợp cùng nhà thầu để giải quyết các cái vướng mắc trong quá trình thi công cũng như là nghiệm thu chuyển bước. Nhưng đối với nhà thầu thì về phía chủ tư yêu cầu nhà thầu thứ nhất là phải thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ hợp đồng mà nhà thầu đã cam kết. Thứ hai nữa là trong quá trình thi công thì yêu cầu phải thi công đảm bảo theo đúng quy trình. Thứ ba là nhà thầu phải đảm bảo về cái việc mà an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Thứ tư nó liên quan đến cái đối với lại công trình này thì nó cái quan trọng nhất của cái phần kè là đây là thi công dưới lòng sông. Thì chủ tư yêu cầu nhà thầu là phải tăng cường cán bộ cũng như máy móc thiết bị để tập trung thi công đảm bảo là cái cao trình vượt lũ. Bởi vì hiện nay là toàn bộ cái công trường là nằm thi công ở phía dưới lòng sông. Thì để mà đảm bảo được việc này thì nhà thầu hiện nay cũng đã tăng cường là ngày đêm làm 3 ca. Thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lũ và công tác giải phóng mặt bằng nên việc thi công dự án gặp nhiều khó khăn. Để bù tiến độ, các đơn vị nhà thầu đã tăng cường tối đa máy móc thiết bị, nhân lực để phục vụ thi công. Tính đến hết tháng 3 năm 2018, công ty Cường Thịnh Thi đã thi công được 50% khối lượng công trình, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng mà chủ đầu tư yêu cầu. Hiện đơn vị đang tiếp tục nỗ lực thi công công trình để đảm bảo công trình vượt lũ. Để bên tập đoàn Cường Thịnh Thi được đảm nhận thi công gói cái kè sông Hồng này cũng là mục tiêu của dự án rất quan trọng đối với tỉnh, để tạo ra được một cái bước đột phá là kết nối hệ thống giao thông và tạo ra được một quỹ đất dọc bờ sông Hồng phát triển về
phía cầu Giang Đông, từ cầu Phú Mới đến cầu Giang Đông, thì nhận biết được những vấn đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thì bên tập đoàn đã trong quá trình triển khai thi công cũng tập trung thiết bị máy móc, nhân lực, con người để tập trung thi công ở những cái giai đoạn, đặc biệt cái công trình kè này thi công vào những cái trong một năm thì cũng chỉ có khoảng 6 đến 7 tháng để thi công được, còn vào mùa lũ. Trong cái giai đoạn đang gấp rút để vượt lũ như này thì nhà thầu cũng ý thức được và lên kế hoạch thực hiện thi công 3 ca, tăng ca để làm sao kết thúc được cái phần vượt lũ để trước cái mùa lũ tháng 7 này, đảm bảo được tiến độ, không đảm bảo, đảm bảo tiến độ và để thực hiện được những cái việc tiêu chí kỹ thuật trong dự án này vẫn đảm bảo, phối hợp với cán bộ ban quản lý dự án và đơn vị để thực hiện, bên giám sát thực hiện đảm bảo đúng tiêu chí kỹ thuật của dự án đề ra. Đoạn kè do nhà thầu tập đoàn Phúc Lộc thi công có địa hình khá phức tạp, do cao độ của móng kè có đoạn thấp hơn, có đoạn mặt bằng sông nên trong quá trình thi công móng kè, nước liên tục ngấm vào, nhà thầu phải huy động hơn 10 máy bơm công suất lớn hút cạn nước đến đâu đổ bê tông đến đó. Mặt khác, vị trí thi công là khu vực bờ sông bị sói lở, nước chảy xiết nên muốn thi công được phải đắp đê quay để ngăn dòng. Tuy nhiên do vị trí thi công, tốc độ dòng chảy lớn, thường xuyên có lũ nên mỗi trận lũ đến, hệ thống đê quay lại bị sạt lở, ảnh hưởng đến tiến độ. Với nhiều nỗ lực, đến thời điểm này, tập đoàn Phúc Lộc đã cơ bản thi công xong giai đoạn 1 gồm 18 đơn nguyên, phấn đấu trước khi bắt đầu mùa lũ sẽ hoàn thành thêm 60 đơn nguyên đạt cao trình vượt lũ. Thì đơn vị chúng tôi cũng đã làm được 250m rồi. Bây giờ chúng tôi chia làm 2 mũi thi công. Thì một mũi thi công từ cầu Phú Mới xuống và một mũi thi công từ cây 1+200. Bởi vì thi công về hạng mục kè. Và song song đó là chúng tôi tiến hành đắp cái đê quay để tới mùa lũ sẽ đỡ đi cái việc nước ngấm. Dự án đầu tư xây dựng công trình kè bảo vệ bờ sông Hồng đoạn Phố Mới Vạn Hòa có ý nghĩa quan trọng về kinh tế xã hội. Đây là một trong những dự án quan trọng giúp thành phố Lào Cai mở rộng phạm vi quy hoạch đô thị, cảnh quan và không gian cho đô thị Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Năm An toàn Giao thông năm 2018 với chủ đề An toàn Giao thông cho trẻ em trong năm học 2018-2019, trên 18.000 học sinh bước vào lớp 1 của Lào Cai sẽ đội mũ bảo hiểm khi đến trường. Để thực hiện được mục tiêu này, cần đến sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, ngành giáo dục, các doanh nghiệp và đặc biệt là ý thức của các bậc phụ huynh trong việc đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em để trẻ em giữ trọn ước mơ. Hiện nay, tình hình tai nạn giao thông vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, số người tử vong vì tai nạn giao thông vẫn khá cao, trong đó có tới 30% trong độ tuổi trẻ em. Nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông chủ yếu xuất phát từ người lớn, nhưng một phần cũng do các em nhỏ chưa có nhiều hiểu biết về các quy định khi tham gia giao thông, nên đã trở thành nạn nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cái quy định là từ trẻ từ 6 tuổi trở lên cũng phải bắt buộc đội mũ bảo hiểm thì hiện nay thì tỷ lệ còn rất thấp, mới chỉ đạt được khoảng 30-40%. Và đấy cũng là một trong những nguyên nhân chính gây nên cái tỷ lệ tử vong hoặc là thương tích do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em đang có xu hướng tăng cao. Nhận thức được cái vai trò đó thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành cái chỉ thị 04 của năm 2018 về việc là nâng cao cái hiệu quả thực thi pháp luật về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Trong đó với mục tiêu quan trọng đó là tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở độ tuổi trẻ em là lên 80% cho đến năm 2020. Như vậy, vấn đề đặt ra là các trường học trên địa bàn toàn tỉnh cần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, tuyên truyền luật giao thông cho học sinh, đặc biệt là học sinh cấp tiểu học. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên liên tục, xây dựng ý thức chấp hành luật giao thông và dần hình thành những thói quen tốt cho học sinh ngay từ khi còn nhỏ. Trong các giờ chào cờ đầu tuần là nhà trường thường xuyên tổng kết, sơ kết cái việc đánh giá một tuần học sinh thực hiện về an toàn giao thông. Các lớp, các đội cờ đỏ và các em học sinh tự giám sát nhau về vấn đề là kể cả là bạn đi chợ cùng bố mẹ chứ không phải chỉ đến trường, tham gia giao thông trên đường, tham gia giao thông ở ngoài khi khu vực trường, đi chợ, đi bệnh viện, đi thăm thú gia đình, tất cả mọi lúc mọi nơi là đội mũ bảo hiểm tốt cho mình. Thế và đặc biệt nữa, nhà trường cũng tuyên truyền đến phụ huynh, đến học sinh trong các giờ chào cờ, nêu gương những cái tấm gương phần thưởng cho những học sinh mà phát hiện và gương mẫu trong cái việc tuyên truyền và thực hiện an toàn giao thông. Năm 2018, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã xây dựng chủ đề An toàn giao thông cho trẻ em với mục tiêu phấn đấu giảm từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí, đặc biệt là giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em so với năm 2017.
Để làm được điều này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam triển khai trao tặng mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn cho trên 18.000 học sinh lớp 1 của năm học 2018-2019 tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mục đích của chương trình nhằm nâng cao ý thức cho cộng đồng về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Bố mẹ cháu hay khuyên cháu là nên đội mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu và bảo vệ tính mạng của mình. Ngoài ra thì cháu hay nhắc nhở các bạn ở trong lớp nên đội mũ bảo hiểm để không xảy ra những tai nạn. Đây thực sự là một hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc và có quy mô giá trị lớn. Với mục tiêu nâng tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm từ 30 đến 40% hiện nay lên 80% vào năm 2020. Tin tai nạn giao thông, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 19 tháng 4, tại km số 9 quốc lộ 4E thuộc thôn Gốc Mít đoạn qua xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải khiến đoạn đường này bị ách tắc. Tại hiện trường, xe tải chở đá mang biển kiểm soát 24C00739 lưu thông theo hướng từ quốc lộ 70 ra thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, đến km số 9 quốc lộ 4E, đoạn thôn Gốc Mít, đoạn qua xã Xuân Quang thì xảy ra va chạm với xe tải đi ngược chiều mang biển kiểm soát 24C06944. Cú đâm mạnh giữa hai xe khiến cho xe tải chở đá bị lao xuống cống bên vệ đường và lật nghiêng. Xe bị hư hỏng, lái xe bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Xe tải mang biển kiểm soát 24C06944 cũng bị hư hỏng phần đuôi và quay ngang đường, khiến cho quốc lộ 4E đoạn chạy qua xã Xuân Quang bị ách tắc giao thông hàng giờ đồng hồ. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bảo Thắng đã phối hợp với lực lượng sở tại khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành phân luồng cho các phương tiện qua lại. Sau hơn một giờ ách tắc, giao thông trên tuyến quốc lộ 4E đã thông suốt. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.